Nhận định bóng đá Chelsea với Wolverhampton. 1 giờ ngày 28 tháng 1, Ngoại hạng Anh, vòng 20. Chelsea với Wolverhampton là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng. The Blues vừa sa thải huấn luyện viên, còn Wolverhampton không còn giữ được phong độ như mùa bóng trước. Dù vậy với lợi thế sân nhà, Chelsea vẫn có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngày 16 tháng 12 năm ngoái, Chelsea hành quân đến sân Wolverhampton ở vòng 13 Premier League. Thời điểm ấy, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard vẫn chơi không đến nỗi nào. Chuỗi 17 trận bất bại của họ chỉ mới vừa bị chấm dứt bởi trận thua 0-1 trên sân Everton hôm 13 tháng 12. Khi đó, The Blues vẫn đang xếp thứ 5, chỉ kém đội đầu bảng Tottenham có 3 điểm. Thế rồi tại Molineux, Chelsea nhận thất bại 1-2 trước Wolverhampton và đó là trận thua thứ 2 liên tiếp ở Premier League. Kể cả vậy thì Lampard chắc chắn cũng không thể ngờ rằng chỉ hơn một tháng sau, ông đã không còn là huấn luyện viên trưởng của The Blues nữa. Tối thứ Hai, chỉ 2 ngày trước cuộc đụng độ Wolverhampton ở lượt về, chiến lược gia người Anh đã bị Chelsea sa thải, chấm dứt hành trình 18 tháng dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Lampard ra đi để lại The Blues trong cơn khủng hoảng trầm trọng. Trong 8 vòng gần nhất, Chelsea đã thua tới 5 trận, chỉ thắng được 2, mới nhất, thất bại 0-2 trên sân Leicester chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài mang tên Lampard. Ngay cả trong chiến thắng gần nhất trước Fulham hôm 17 tháng 1 thì đó cũng là thắng lợi đầy may mắn của The Blues, khi đối thủ chỉ còn đá với 10 người ngay từ cuối hiệp 1. Cuối tuần trước, trận thắng 3-1 trước Luton Town cũng không phải là chiến thắng thuyết phục của Chelsea. Đó là trận đấu mà Timo Werner vẫn cho thấy sự vô duyên như thường lệ. Thậm chí, chân sút người Đức còn sút hỏng quả penalty cuối trận. Chưa hết, thủ thành Kepa trong lần hiếm hoi bắt chính cũng chơi không tốt và mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của The Blues. Tóm lại, không có bất kỳ dấu hiệu của sự khởi sắc nào trong lối chơi Chelsea suốt hơn một tháng qua. Hiện tại, The Blues là đội bóng của một hàng công rối bời bởi quá nhiều sự lựa chọn. Hakim Ziyech, Werner, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Hudson-Odoi, Kai Havertz, Olivier Giroud, nghĩa là có tới 7 tiền đạo sẽ cạnh tranh cho 3 vị trí đá chính trên hàng công. Và đó sẽ là thách thức cho bất kỳ huấn luyện viên nào tới thay Lampard. Ở hàng thủ, sau một thời gian chơi tốt, điểm yếu phòng ngự lại bắt đầu lộ ra. Thủ thành Edouard Mendy không còn cho thấy sự chắc chắn và đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua. Cướp Zuma, Chris James sau quãng thời gian gây ấn tượng, đã liên tục ngồi dự bị những vòng gần đây. Stamford Bridge chẳng khác gì một công trường ngổn ngang, với những công nhân đang xuống tinh thần trầm trọng và đó chính là núi công việc đợi sẵn người kế nhiệm Lampard. May cho Chelsea là thời điểm này, Wolverhampton cũng không có phong độ cao. Đội quân của huấn luyện viên Nuno Santo thực ra đang trong cuộc khủng hoảng. 6 vòng gần nhất họ không giành chiến thắng, 2 trận gần nhất họ thua cả 2 và đều là thất bại ngay trên sân nhà. Mới nhất, Wolverhampton đã nhận thất bại khó hiểu 2-3 trước đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng là West Brom. Đó là trận thua khó tin của thầy trò Nuno Santo, bởi West Brom thậm chí còn không tạo ra nổi pha tấn công nào ra hồn trong hiệp 2. Cả 2 bàn của West Brom đều tới từ những sai lầm của hàng thủ Wolverhampton. Chuỗi trận bết bát này khiến Wolverhampton đã rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân khiến đội bóng này sa sút nằm ở sự vắng mặt của ngôi sao số 1, Raúl Jimenez. Tiền đạo người Mexico chấn thương đầu ở trận gặp Arsenal vòng 10 và trong 9 vòng gần nhất không có Jimenez, Wolverhampton chỉ thắng được đúng 1. Ngoài ra, việc huấn luyện viên Santo đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ thay vì 3 trung vệ như những mùa giải trước cũng khiến hàng thủ Wolverhampton đánh mất đi sự chắc chắn. Đêm nay sẽ là cuộc đụng độ giữa hai kẻ đang trong cơn hoạn nạn, nhưng sân nhà cùng với cái duyên thường thắng trước Wolverhampton sẽ giúp Chelsea có chiến thắng. Dự đoán tỷ số Chelsea với Wolverhampton 3-1.